Hello everyone, this is my first shot on this Mavic Air. A lot of learning today. Hopefully it's not disastrous. Enjoy. Thank you. Sau này người có yêu ai thật đắm say thì chớ quên đi những phút giây mình từng bên nhau thật êm đềm, còn nguyên vẹn hình bóng trong anh chỉ có em, lời nói trên môi vừa mới thôi để giờ con tim anh thêm nhức nhối. Tại sao em trao cho anh nụ hôn quá nhanh chưa kịp mặn môi, để đến khi em ra đi lòng anh vẫn không thôi mong đợi chờ. Và nếu một giây nữa thôi em không hững hờ, trách sao anh lại càng thêm nhung nhớ. Và cơn mưa không thôi rơi để anh thấm ướt quay lê tràn mi, vì em không yêu thương thêm làm sao trách duyên ta không mặn nồng. Dẫu một lần cũng mãi mang theo tình sâu, thế sao ngay từ đầu em hãy cứ nói với anh đừng yêu. Dù sau này người có yêu ai thật đắm say thì chớ quên đi những phút giây mình từng bên nhau thật êm đềm, còn nguyên vẹn hình bóng trong anh chỉ có em, lời nói trên môi vừa mới thôi để giờ con tim anh thêm nhức nhối. Tại sao em trao cho anh nụ hôn quá nhanh chưa kịp mặn môi,